Và như vậy thì không biết là hiện tại JCU Singapore có khoảng bao nhiêu các bạn sinh viên Việt Nam đang theo học tại đây, cũng như là những chuyên ngành nào được các bạn sinh viên Việt Nam lựa chọn nhiều nhất ạ? Hiện tại thì trường JCU Singapore có hơn 3.000 sinh viên, và các sinh viên này sẽ đến từ 50 quốc gia trên thế giới, và với số lượng sinh viên Việt Nam thì chiếm khoảng không đến 10%, tức là khoảng từ 200 đến 250 học sinh. Và cái số lượng này thì không thể nói là quá nhiều nhưng cũng không phải là quá ít. Thì về những cái chuyên ngành mà sinh viên hay quan tâm đến thì có thể sẽ nhắc đến là chương trình cử nhân kinh doanh hay là chương trình thạc sĩ kinh doanh. Và trong cái chương trình cử nhân kinh doanh này thì những cái chuyên ngành mà sinh viên dành được nhiều sự ưu ái hơn đó chính là chuyên ngành về marketing, chuyên ngành về kinh doanh quốc tế hay là về quản trị du lịch và khách sạn. Về thạc sĩ kinh doanh thì sinh viên sẽ quan tâm đến chương trình và chuyên ngành về thạc sĩ chung, tức là mình học chung tất cả các môn học. Đặc biệt là đối với chương trình cử nhân kinh doanh thì hầu hết là khoảng 80% các sinh viên tại trường JCU Singapore sẽ chọn học song ngành, tức là sau khi cũng với khoảng thời gian học là 2 năm và với mức học phí cũng không thay đổi, số môn học không thay đổi thì sinh viên sẽ được tốt nghiệp với cả hai chuyên ngành. Như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh viên khi mà bắt đầu kiếm việc làm. Ở đất nước Singapore thì không biết là JCU Singapore có những đặc điểm nào nổi bật hơn so với những ngôi trường khác ạ? Và lý do tại sao mà hiện nay các bạn sinh viên Việt Nam lại lựa chọn JCU là điểm đến du học của mình nhiều đến như vậy ạ? Điều đầu tiên mà Nhung muốn nhắc đến về những cái điểm nổi bật của JCU Singapore đó là JCU Singapore là trường đại học công lập duy nhất của Úc được đặt tại Singapore. Và điều thứ hai, tất cả các chương trình đào tạo tại JCU Singapore là chương trình đào tạo đại học đáp ứng được những cái nhu cầu về chất lượng cao và được mong đợi đối với một cái trường đại học đạt thứ hạng cao trên thế giới. Điều thứ ba đây ạ, bằng cấp ở JCU Singapore là bằng cấp chất lượng Úc và được công nhận quốc tế. Và cuối cùng đó chính là kết nối Singapore và Úc thông qua chương trình kết nối thân thiện. Đây là một chương trình rất là đặc biệt tại JCU Singapore vì JCU Singapore là trường duy nhất có hai phân viện chính thống được đặt tại cả hai quốc gia là Singapore và Úc. Và với chương trình này, sinh viên sẽ được lựa chọn từ học từ 1 đến 2 học kỳ tại phân viện của trường tại Úc với mức học phí vẫn giữ nguyên là mức học phí ở Sing. Như vậy thì sinh viên sẽ tiết kiệm được chi phí và cũng như là có được trải nghiệm tại cả hai quốc gia, làm phong phú thêm cái sự hiểu biết về nền văn hóa của mình, cũng như là khám phá bản thân nhiều hơn. Và lý do tại sao đông đảo các bạn sinh viên chọn JCU Singapore là điểm đến du học thì Nhung nghĩ đó là thứ nhất là vì JCU Singapore là trường đại học công lập. Vì vậy các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng giảng dạy tại trường. Ngoài ra Nhung cũng muốn nhắc đến về cái môi trường học tập quốc tế tại trường. Tại JCU Singapore có hơn 3.000 sinh viên đến từ 50 quốc gia. Vì vậy nên cái nền văn hóa tại trường rất là phong phú. Các bạn sẽ dễ dàng bắt gặp được các bạn sinh viên đến từ những cái quốc gia khác nhau. Và thời gian học tập nhanh đối với chương trình cử nhân thì sẽ chỉ mất 2 năm. Và đối với chương trình thạc sĩ thì sẽ là 1 năm để hoàn thành chương trình. Về cơ sở vật chất thì tại JCU Singapore có cơ sở vật chất hiện đại như là có những cái phòng học sinh viên, rồi giảng đường và thư viện với số lượng đầu sách rất là phong phú. Và hệ thống wifi sẽ được phủ sóng toàn trường. Tất cả các sinh viên khi chọn lựa chọn học tập tại JCU sẽ được nhận iPad. Đây là một cái công cụ hỗ trợ học tập cho các bạn để các bạn dễ dàng truy cập được vào hệ thống học tập của trường.